Tiên thì trong cái nội dung hôm nay thì ta tìm hiểu về cái hướng dẫn nộp bài trong cái kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố và các cái cấp. Thông thường thì cái bài làm của mình nó sẽ được lưu vào trong một cái thư mục, và khi đó trước khi hết giờ thì ta có một cái thao tác là biên tập các file bài làm để nộp vào. Thì hiện nay thì có hai hình thức để nộp bài, một là ta nộp bài qua USB, hai là ta ghi qua đĩa CD. Thông thường thì ở các cái kỳ thi cơ sở thì bài thi sẽ được ghi, được copy vào USB, sau đó lên máy giáo viên sẽ thực hiện ghi sang đĩa CD. Thì khi đó nó mới đảm bảo các cái máy, bởi vì một số máy tính hiện nay cũng không trang bị sẵn cái ổ cứng để cái ổ ghi đĩa. Vậy thì cái thao tác để nộp bài ở trong bộ môn tin học trong kỳ thi học sinh giỏi để các cấp thì nó thực hiện các cái thao tác sau đây. Các bạn cùng quan sát nhé. Đầu tiên thì trong đề thi của chúng ta thì đề bài thì người ta có quy định đặt tên, tên tên file bài làm sẽ được đặt theo đây, tên file bài làm sẽ được đặt ở đây, đặt theo quy định theo tên file ở đây, và file dữ liệu đầu vào và file dữ liệu ra ở mỗi bài khác nhau thì đặt tên khác nhau. Thì trong đề thi thì tên file nó sẽ xuất hiện nhiều lần, có thể là tên bằng tiếng Anh, tên tiếng Việt, tên có thể là số. Vậy thì khi có một nguyên tắc rất cơ bản đó là đặt đúng tên file thì bài máy tính nó mới có thể chấm có điểm. Bài làm đặt sai tên file chắc chắn sẽ không điểm. Nhớ nhá. Vậy thì đây là một cái thao tác khá quan trọng đến thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cũng nhiều anh chị đặt sai tên file. Đấy. Nên mà pha sai thì không, ta cũng không thể ai sửa bài làm của mình được. Vậy thì chúng ta sẽ phải thật cẩn thận trọng cho cái bài nộp tên file. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, đây là tên là Samprai, các bạn nào gõ có một chữ Samprim nha chẳng hạn, thì nó cũng giống như là các bạn gọi tên ai đó nhưng mà gọi nhầm tên chẳng hạn, thì không thể gọi đúng được cái tên một người. Vậy thì bài thi cũng vậy, muốn máy chấm được thì nó phải đặt đúng tên file. Khi mà các em làm bài thì các em tạo một cái thư mục chứa các cái bài làm của mình. Thông thường thư mục đó sẽ là số báo danh của mình. Ví dụ ở đây thầy có cái thư mục số báo danh của thầy là thư mục 501 đây. Trong đây thầy có làm các cái bài tập. Ví dụ bài cần nộp của thầy là 5 bài là từ 45, 47, 57, 501 và 703. Như vậy thì thầy sẽ thu nhỏ, các em cùng quan sát nhé. Nào, phía kia ta cùng quan sát nhé. Bây giờ ta sẽ quay ra màn hình. Nào, ta quay ra ngoài màn hình chính, ta thu nhỏ cái cửa sổ chứa project vào. Project mình thường hay để trong ổ D để đề phòng máy tính nó bị đóng băng ổ cứng ổ C, nên khi mà ta máy tính nó khởi động lại nó mất hết bài. Bài thường sẽ được lưu ở trong ổ D. Khi các bạn new một project mới nên chỏ nó sang ổ D để lưu trữ nhé. Rồi bây giờ ở ngoài màn hình, các bạn tay nháy chuột phải, các bạn chọn new, chọn folder là tạo ra một thư mục mới. Thì đây là một thư mục mới được tạo, thì các bạn tạo ra số báo danh của thầy của mình. Ví dụ số báo danh của thầy là 501 thì thầy đặt tên nó là 501. Đấy. Trong thư mục 501 này chỉ chứa các file .cpp bài làm của mình, chứ không chứa các cái file .in, .out, .lung tung nhá. Vậy thì thầy mở cái file này ra. Đấy, như vậy thư mục 501 của thầy hiện tại nó chưa có gì. Bây giờ thầy cần nộp bài 45. Vậy thì thầy chọn vào thư mục bài 45 ở đây. Đấy. Thầy mở vào file bài 45. Trong bài 45 có rất nhiều các file, thì cái ta quan tâm nhất là file .main.cpp. Lưu ý chỗ này ta không đổi tên ở đây mà ta sẽ thực hiện copy nó sang thư mục mới. Bởi vì nếu không khi ta quay lại project thì nó mất luôn file này. Và vào quay lại code block thì nó sẽ mất luôn file này. Do đó thầy click vào file main.cpp này, thầy nháy chuột phải vào nó, chọn copy. Sau đó thầy nhảy paste sang bên này. Đấy. Như vậy thì file cũ của mình vẫn còn đúng không? File đấy. Bây giờ bài của thầy đang nộp là bài 45. Vậy thì thầy nhìn trên căn cứ đề thi. Đấy. Trên căn cứ đề thi của mình là tên nó bài, ví dụ như đề của thầy bây giờ là bài 401 chẳng hạn, hoặc là lấy một cái bài khác. Thì khi đó ta căn cứ vào đề bài để ta đặt tên file. Vừa rồi ta copy đúng ở trong project của nó nhá. Ví dụ bài này là bài 45. Đấy. Thì ta nháy chuột phải, chọn rename. Vừa rồi thầy làm thao tác bằng tổ hợp phím. Thầy nháy chuột phải và click vào nó, nháy chuột phải chọn rename. Thì khi đó nó bảo là bạn hãy đổi tên. Tên của ta phần CPP nó mặc định có sẵn nên không cần phải ghi chữ chấm CPP nữa, mà ta chỉ việc đặt tên file. Bài này tên là bài 45, thầy ghi là bài 45 rồi ấn Enter.
Như vậy file này đã được đặt xong. Tuy nhiên để tránh bị copy nhầm file, đi thi copy nhầm file là chuyện bình thường, copy đúng file mới là khó. Đúng không? Vậy thì ta phải làm thế nào? Mở nó ra bởi Notepad. Ta nháy chuột phải vào nó, chọn Edit. Nhá, ta nháy chuột phải vào file vừa rồi, chọn Edit. Thì khi đó trong Notepad nó mở ra đây, thì khi đó các bạn nhìn xem trong Free Open của mình có còn sọc sọc như thế này không. Nếu mà còn sọc sọc như thế này thì ta phải làm gì? Đúng rồi, ta phải bỏ nó đi. Nếu không bài thi của mình chấm cũng sẽ chắc chắn bị không điểm. Nhớ nhá, nếu nó đang sọc sọc ở đây thì ta bỏ cái sọc sọc này đi. Thậm chí ta phải quay trở lại code block để F9 xem hai cái dòng này nó có bị báo lỗi hay không. Rất nhiều bạn khi làm trên máy tính các em sọc sọc ở đây, nhưng bản thân câu lệnh này bị có lỗi. Ví dụ như chỗ này các bạn quan sát nhé, thầy bỏ đi một cái dấu ngoặc ở đây. Đấy chẳng hạn. Các bạn thì theo các bạn bài này nó lỗi chỗ nào? Đấy, bình thường các bạn sọc sọc ấn F9 thì nó ẩn cái thằng này đi, nó chạy không báo lỗi. Nhưng khi ấn F9 nó báo ra, à chỗ này thiếu dấu mở ngoặc kép. Do đó có một thao tác rất quan trọng, đó là trước khi thực hiện thao tác này, ta vào code block, ta ấn F9 để kiểm tra lỗi chương trình, để xem còn bị lỗi biên dịch hay không. Trước 15 phút trước khi hết giờ, các em nên chạy lại test đề bài để xem output đã viết đúng định dạng chưa, tên file in, tên file out có viết thừa kết quả ra hay không. Sau khi thực hiện thấy rằng ồ đây đúng, chính là file của mình là đầy đủ đúng rồi, thì ta close nó lại và ta sẽ thực hiện coi như là copy xong một bài. Lặp lại tương tự như vậy bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Ví dụ ta sang bài 47, có bạn cẩn thận copy luôn cả file in và file out vào. File in, file out không được xem là bài làm của thí sinh. Bài làm của thí sinh chỉ là file main.cpp. Do đó copy bài nào ta sẽ đổi tên bài đấy. Nào cùng quan sát nhá. Ta vào bài main.cpp của project 47 này. Thầy Ctrl C copy, Ctrl V dán ra sang đây. Nháy chuột phải chọn rename. Ta ghi chữ bài 47. Thế có bạn bảo tên file này lấy ở đâu ra? Trong tờ đề bài người ta có quy định tên rất rõ ràng ở đây. Các bạn nhớ nhá, tên bài rất rõ ràng ở đây. Vậy thì thầy vừa đặt được bài 47. Thầy nháy chuột phải vào nó, chọn edit. Đấy, thầy mà zoom code này lên được, thầy thấy rằng đây là bài 47.inp. Nhìn qua code chương trình mình thấy không có lỗi gì, như thế là ngon rồi. Vậy thì ta đóng file này lại. Lưu ý rằng thao tác này ta làm trước khi hết giờ, bởi vì sau khi chống bùng một phát hết giờ thì cán bộ coi thi sẽ yêu cầu các em tắt màn hình và khi đó các em không được có bài làm của mình nữa. Lưu ý nhá. Làm trước khi hết giờ. Tóm lại trước khi chống đánh tùng phát mà thì các em phải tạo ra được thư mục chứa toàn bộ bài làm của mình. Đấy. Rồi về khi đó ta tiếp tục với bài 57. Ta sang .main.cpp. Nhớ là ta copy nhá, chứ đừng có cắt nhá, đừng có rename ở đấy. Ta nhảy sang đây. Ta nhảy chuột phải chọn rename. Ta có bài 57. Đấy. Sau đó ta lại mở code bài 57 ra. Thấy xong xem trên này đấy. Code thì bài 57 nhưng mà bên trong này lại là bài 51. Thấy chưa? Như vậy thì có khả năng trong lúc mình đặt nhầm sai, nhầm tên bài. Vậy thì đổi tên bài. Căn cứ để đổi tên bài thì ta nhìn vào cái tờ đề bài. Nhá, không tưởng tượng cái tên đề bài do mình tự nhớ ra nhé. Căn cứ cầm tờ đề thật chắc chắn rằng. Đây, ví dụ như thầy có tờ đề đây. Đấy, trên tờ đề này nó có quy định rõ ràng đây. Thì bây giờ thầy đấy, bài này tên là bài 57. Vậy thì thầy thấy trên này cho bài 57. Thầy ghi chữ bài 57 vào. Đấy. Rồi sau đó thầy ấn nút lưu vào lại. Như vậy ta đã đặt đúng tên file. Tất nhiên trước đó ta phải trải qua một cái bước rất quan trọng. Đấy, tương tự như vậy sang bài 501. Đấy, thầy nháy chuột phải chọn rename bài 501. Quá trình này các bạn làm cẩn thận chính xác, bởi vì đấy, vậy đây bài 501 tên Free Open đây đúng rồi, không bị sọc sọc, chạy ra đưa ra được kết quả rồi. Đấy, kiểu dữ liệu phù hợp. Rồi kế tiếp nữa chọn sang bài thứ 5. Ta chọn main.cpp, ta kéo vào đây. Bài này tên là bài gì nhỉ? 703 đúng không? Bài 703. Khi đặt tên file thì các em được phép đặt chữ thường hoặc chữ hoa, nhưng theo khuyến cáo thì ta nên đặt chữ hoa hết cho cái bài này. Đấy, sau đó ta mở ra ta xem, đây là bài 703. À nhà bài này code ngầu ghê. Đấy. Sau khi thực hiện thao tác code trên xong, như vậy ta đã xong được bài 703. Như vậy thì các bạn nhận thấy rằng cái thư mục
Bài của mình trước khi mà chống tung một phát hết giờ, các em đã có cái thư mục bài làm 501 là số báo danh của mình. Trong đó chỉ chứa các file .cpp. Các bạn làm bài làm bởi ngôn ngữ lập trình Pascal thì tương tự. Các bạn thấy rằng bài làm của ngôn ngữ lập trình Pascal thì nó nằm ở trong gpc. Sau đó các bạn vào trong ổ C. Sau vào trong mục FPC. Sau đó vào thư mục Free Pascal tùy theo phiên bản. Sau đó vào thư mục bin, vào i386. Thì khi đó bài làm, ví dụ như bài làm của thầy là bài đuôi chấm .pat, các bạn nhìn thấy đây, bài 1.3 chấm .pat, thầy copy cái file này đấy sang đây. Lưu ý trong khi đi thi, thí sinh chỉ được sử dụng một ngôn ngữ lập trình, hoặc là Pascal, hoặc C++, hoặc Python, hoặc Java. Đấy. Đấy thì ta thấy có các cái ngôn ngữ, thì lưu ý các bài làm viết bởi ngôn ngữ lập trình Pascal nó viết có đuôi mở rộng là đuôi chấm .pat, do đó ta sẽ copy cái file chấm .pat. Được chưa? Chỗ kia đã nắm được chưa? Rồi, ở chỗ này đấy, ta có bài 451.pat, để ta copy lấy cái file .pat này. Ta có thể nhấn chuột phải chọn edit để kiểm tra xem tên file in, tên file out đã đúng chưa. Thấy đúng rồi, thì là ngon. Vậy thì tương tự như vậy với các bài toán khác, ta chỉ copy cái file .pat, ta nhấn chuột phải chọn copy đấy, và paste sang file bài làm của mình đấy, và cái đuôi mở rộng nó .pat ta nhấn chuột phải chọn edit. Đấy, mà ta kiểm tra xem là tên file in này, tên file out này và tên file .pat bên ngoài này nó phải giống nhau. Đấy, tất cả các loại tên giống nhau. Tương tự như vậy ta sẽ copy các bài làm khác. Ta các bạn lưu ý đường dẫn của nó sẽ là ổ C, Free Pascal, tên phiên bản, thư mục bin, thư mục i386, đuôi cái file Pascal là đuôi .pat nhá. Sau khi thực hiện copy xong thì đến lúc đúng lúc đó chống tùng phát hết giờ thì cán bộ coi thi sẽ đề nghị các em tắt màn hình. Đấy. Thì nếu mà thì khi đó ta không tương tác gì thêm nữa. Và khi đó các em chờ các thầy đến copy bài, đưa USB để thực hiện thao tác copy bài. Để thực hiện thao tác copy bài coi mình tự copy bài của thí sinh nào. Thì anh chạy lên lấy cho thầy cái cặp ở trên tầng. Thì ta sẽ thực hiện thao tác copy bài. Lưu ý rằng bài để thực hiện copy sang USB, các em sẽ thực hiện thao tác như sau. Quan sát nhá. Đây là thư mục của mình đây, các em nháy chuột phải vào nó, chọn send to. Sau đó chọn tên cái USB ở đây. Thông thường nó sẽ là ổ F, ổ G gì đấy thì nó sẽ có tên USB, thường là coi thi học sinh giỏi gì đấy. Thì ta nháy chuột phải này, chọn send to này, chọn USB này. Khi đó máy tính nó sẽ thực hiện cái quá trình sao chép. Đấy, cái máy của thầy nó chạy nhanh quá, nó chạy vèo cái xong luôn. Thì khi đó ở trong USB của mình, ta có thể kiểm tra lại. Đấy. Đây, cái thư mục bài 501 đây, ta thấy có 5 file đây. Và khi đó bài làm của các em sẽ được mang lên trên máy ấy, giám thị, và cán bộ coi thi sẽ in bài làm ra. Các em sẽ thực hiện thao tác. Trong phòng bé Châu Anh. Cái phòng đỏ đỏ ấy, cái cặp đỏ ấy. USB, tên USB đây, nháy chuột phải, chọn send to, chọn USB. Đấy. Rồi thì sau khi thực hiện xong thao tác trên thì cán bộ coi thi sẽ mang rút USB lên và copy lên trên máy giáo viên và sẽ tiến hành in bài làm của các em ra. Để in bài làm, cán bộ coi thi sẽ mở cái file bài làm này ra và sẽ thực hiện tiến hành in ấn. Đấy, ví dụ như bây giờ thầy tiến hành in luôn. Nào, cùng tập trung quan sát. Không chủ quan, bởi vì mọi thứ nó sẽ là công cốc nếu ta làm sai một thao tác. Rồi, sau khi in bài xong, cán bộ coi thi sẽ đưa cho các bạn tập bài làm của mình như thế này, có code, có khi đó các em sẽ thực hiện. Khi đó thì các em sẽ thực hiện. Các chờ đây tí thầy. Cái bếp này thầy quan được bắt đầu. Chắc thầy quan được bắt đầu. Như vậy các em đã nắm được thao tác copy vào USB chưa? Rồi. Sau đó cán bộ coi thi sẽ in bài làm các em và đưa cho các em một tập các bài làm của mình. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng, chứ không phải là đã nộp bài xong. Khi nào các em ký tên và ghi số báo danh đầy đủ vào tờ giấy này thì đó xác nhận là bài thi của mình. Và khi đó nếu phát hiện ra các em nộp nhầm file thì ta phải làm gì? Xin nộp lại. Chính xác.
xin copy bài lại bài làm. Bởi vì có thể mình làm nhiều cách khác nhau, nhiều phiên bản khác nhau. Sau đó các bạn nhìn ra, bài tên bài này là bài 45, xong nhìn đây thấy ôi chết, tên file là file 46. Xong sang câu 2, ôi chết, quên chưa bỏ cái sọc sọc. Đấy. Đúng không? Bởi vì tất cả những bài nào mà có lỗi như thế chắc chắn sẽ bị không điểm. Mà đi thi bị không điểm một câu là gần như là hy sinh rồi. Khi đó mình xin phép cán bộ coi thi quay trở lại máy của mình, copy lại bài chính xác của mình. Cái chỗ nào chưa bỏ sọc sọc thì bỏ đi. Bởi vì khi đó ta... Chứ bây giờ các bạn mà ký nộp vào một cái là bài thi của mình về không điểm luôn. Đi thi không điểm là toi rồi, đúng không? Nên lúc đó cũng chia sẻ với các em luôn, đó là trong khi ta thực hiện thao tác như trên thì trước khi hết giờ các em cần phải thực hiện có một cái thao tác khá quan trọng, đó chính là cái thao tác chạy kiểm thử. Các em cầm tờ đề bài, các em kiểm tra lại tên file của mình, bao gồm có tên file in, tên file out. Sau đó các em chạy lại test đề bài. Chứ khoan đã, chạy cái test mình nghĩ nhá. Lúc cuối giờ trước 15 phút hết giờ ta phải chạy lại test đề bài của mình. Test đề bài là đấy. Thì để đảm bảo xem nó có, ví dụ như là test ra nó ra số 1, 2, 5, nó nằm trên một dòng. Cốt chương trình của mình nó ra 3 dòng. Là khi đó mình phải, nó bị đúng kết quả nhưng bị sai định dạng. Thì phần mềm nó chấm như thế nào? Không điểm luôn, đúng không? Vậy thì ví dụ như người ta hỏi là đi tìm tổng lớn nhất, thì bây giờ mình lại cuối cùng lại đưa ra là số lượng các phần tử. Vậy thì mình đưa nhầm biến. Vậy thì ta nhận thấy rằng là ta cần phải chạy lại test đề bài lần lượt các câu. Khi chạy lại thì ta kiểm tra 3 yếu tố. Một là tên file in, tên file out. Đã đúng chưa? Mình nhớ là phải chạy với tệp chứ bỏ đừng chạy bằng cái sọc sọc nhá. Việc các em sọc sọc để chạy ẩn nó không có nghĩa, không chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra được file out. Bởi vì biết đâu nó bị lỗi ngay cái câu free open. Nó chết ngay từ vòng gửi xe đạp. Và rất nhiều cao thủ sẽ bị chết ngay bởi cái câu lệnh free open. Nên các em phải làm việc với tệp, tạo ra file in, nhập dữ liệu vào, ấn F9 chạy chương trình, add file out vào và xem kết quả xem đúng chưa. Nếu đúng rồi tạo ra được file out, ghi ra đúng, đúng thì ở đây có hai cái đúng. Một là đúng kết quả, hai là phải đúng định dạng. Nó ra được 85 và 0.425, số 85 trên một dòng, số 0.425 trên một dòng thì kết quả của mình cũng phải ở hai dòng như thế. Nhớ cái thao tác này nhá. Rồi, cái kế tiếp nữa là thao tác khi nãy ta vừa làm là thao tác tạo ra thư mục để copy bài. Thì ta phải kiểm tra xem có 3 yếu tố, 3 cái phải khớp với nhau. Đó là tên file in, tên file out và tên file.cpp. Nó phải giống nhau nhưng nó khác đề có được không? Nó phải giống ở trong cái đề nữa. Chứ ba cái thằng đấy giống nhau nhưng cả ba thằng đấy đều sai thì toi. Ví dụ tên của nó là tên F Prime chẳng hạn. Thì xong đó trong lúc mình gõ thì các em ghi chữ G Prime. Như vậy thì trong khi chạy chương trình mình kiểm tra đúng, thầy dặn là bảo là cả tên của cả ba file giống nhau. Đúng, G Prime cả ba file, G Prime.in.out.cpp đều đúng, đúng không? Nhưng mà nó khác lên khác so với đề. Đi thi làm khác so với đề thì như thế nào? Thì bật câu đó bay màu chắc chắn sẽ không điểm luôn. Cán bộ coi thi sẽ không được sửa bài của các thí sinh. Tất nhiên chẳng có kỳ thi nào mà cho cán bộ coi thi hoặc là cán bộ chấm thi sửa bài thí sinh cả, đúng không? Chưa có kỳ thi nào mà được sửa cả. Bởi vì nó đảm bảo tính công bằng. Sau này các em viết sản phẩm gửi cho khách hàng thì sản phẩm phải hoàn thiện nhất có thể. Đấy. Nào.